Có là những cái hàm, ví dụ như kiểu hàm còn biết có biết cái hàm round. Hàm round. Hàm round dùng trong view ấy. Cái hàm đấy một là một trong những cái hàm helper. Hàm nó định nghĩa sẵn. Quay chưa nhỉ? Quay rồi. Ví dụ đây tôi để là get list category phải function. Như này. Ở đây tôi sẽ có cái cat kết bằng. Đây là use app sược category. Category 2.2.2.all. Như này đúng không? Lấy hết ra. Bây giờ tôi có cái biến là list sort thật kết. Nó sẽ bằng cái get trừ option, cái hàm get option, cái hàm miêu tả, cái đúng tên không? Đây hàm get option. Ở đây tôi truyền vào những cái tham số giống như lúc nãy tôi mô tả các bạn. Thứ nhất là tôi sẽ truyền vào cái array, thử xem sao. Đô la case. Sau đó tôi sẽ tiến hành dd ra cái biến là list sorted case như này. Chạy thử cái. Còn chưa cả chạy server cơ. PP artisan serve. Local 8000 này. Úi giời. Ok, từ từ chờ tí nhá. Nó mới ra này là tức là đang bị lỗi tên. Nhưng mà các bạn cứ từ từ thông thả đã. Các bạn để ý này. Nhìn nhá. Đầu tiên x1 này. Có nhìn x1 không? Tại sao nó lại là x1, x2, x3, x5? Cái x này này tôi để các bạn lưu ý cho tôi. Cái x này nó chính là cái ID nhá. Bây giờ chúng ta đối chiếu. 1 là cha gốc đúng không? Đúng nhá. ID của 0, tên này của 0 này. Nó là cha gốc đúng không? Đúng chưa? Tiếp tục này. Thằng 2 có phải con thằng 1 không? Parent ID là 1 này. Đúng chưa? Đấy, parent ID của nó đây là của thằng 1 này. Tiếp theo, thằng 3 có phải là con của thằng 2 không? Đúng chưa? X3 đúng chưa? Tiếp theo này. Tại sao nó bỏ qua thằng 4 này? Thấy không? Tại sao nó bỏ qua thằng 4 này? Bởi vì 4 là con của thằng 1. Nó chứ không phải là con của thằng 3. Đúng chưa? Thì nó sẽ đi tiếp đến cái thằng ID là số 5 là con của thằng 3 ở đây. Đúng chưa? Sắp xếp chuẩn không? Tiếp theo đi hết cái thằng 3 này rồi. Thằng 3 này là thằng 5 này có con không? Có, thằng 9 là phái đẹp đây. Có con rồi đúng không? Tiếp theo đến gì? Thằng 9 này có con nữa không? Không còn đúng không? Thằng 9 này hết rồi đúng không? Tiếp theo đến thằng gì? Thằng 17. Thằng 17 là con của thằng số mấy? Thằng 5. Đúng chưa? Nó ngang hàng. Ok, bây giờ tôi sẽ sửa lại cái đoạn code này để cho các bạn nhìn thấy nó. Nó lấy ra cái tên. Đây, tôi đang để là kết name đây này. Cái này chỉ là name thôi. Được chưa? Coi này. Chính xác không? Đây đúng là các thứ tự cha con ở trong cái danh mục của tôi không? Được chưa? Cái hàm này nó sẽ giúp chúng ta đệ quy từ cái tập danh mục của các bạn hiển thị ra được đúng cái danh sách mà thứ tự cha con. Được chưa? Chẳng qua tôi để cái nút x, cái chữ x ở đây, sau này các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái chữ x này đi để lấy ra cái duy nhất là cái ID. Bên này nó chính là cái tên của danh mục. Còn đằng này tôi thêm hai cái dấu này vào để mục đích là nó cho nó lùi về trong. Cho các bạn dễ nhìn cái mức cha con mà thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở lại. Nếu mà tôi muốn, bây giờ với cái đoạn lúc nãy tôi hướng dẫn nhá. Bây giờ tôi muốn chỉ lấy ra những cái thằng nào là con của thằng danh mục tên là game thôi. Thằng game này có con ta? Không có đúng không? Tôi thêm một cái nhé. Đây là liên minh huyền thoại. Này đúng không? Con của thằng số 10. Đây là description không có, ảnh không có, slug
Nên Liên trừ Minh trừ Huyền trừ Thoại. Như này đúng không? Không đi. Rồi xong, một thằng đúng không? Bây giờ tôi truyền, tôi muốn lấy ra thằng con của thằng game rồi. Thì tôi sẽ truyền vào như này. Kết phẩy 10 đúng không? ID của thằng game là số 10 đúng không? Bây giờ xem nó ra cái gì. Lấy ra mấy thằng? Một thằng đúng không? Bây giờ tôi muốn lấy ra cái tất cả thằng con của thằng ID của 1. Đúng chưa? Xong chưa? Có đúng không? Hình như có vẻ không đúng sao ấy. Nhưng mà đúng mà. Đây nhá, thằng 1 là thằng bóng đá này. Lấy ra thằng 2 là đúng rồi này. Chắc chắn đến thằng 2 là đúng rồi này. Xong rồi đến thằng 3. Thằng 3 là con của thằng 2. Xong rồi showbiz. Showbiz ở đâu vậy? Showbiz cũng là con của thằng 1 đấy. Đúng chưa? Tức là cái hàm của tôi nó chạy đúng không? Đúng yêu cầu rồi. Đúng chưa? Rồi, test cái nữa. Tôi muốn lấy ra hết. Các bạn lưu ý này, bây giờ tôi muốn lấy ra hết trừ những cái thằng là con của thằng xã hội. Thì bây giờ tôi thử nhá. In đen này, bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta sẽ có là để không này, rồi thì là swing rỗng này. Rồi thì là 1, tức là forget thằng 1 này. Thử nhá. Còn thằng 1 không? Hết rồi đúng không? Không lấy ra đúng không? Nếu tôi muốn không muốn lấy ra thằng số 10, tức là thằng game, bỏ qua luôn số 10. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại. Tức là tôi nãy giờ tôi chỉ chứng minh là cái hàm này của tôi chạy đúng thôi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ quay trở lại với cái logic của nó. Nó sẽ như thế nào? Đọc thử thế nào? Lần đầu tiên gọi cái hàm này, gọi cái hàm get option này thì sao? Chúng ta sẽ có một cái mảng tên là return. Bảng này rộng, chẳng có cái vẹo gì. Xong chưa? Bảng này rộng. Sau chúng ta tiến hành chạy. Chạy vòng lặp. Chạy từ 0, bắt đầu từ đầu cho đến cái cao, nhỏ hơn cao của cái mạng chúng ta truyền vào. Cộng cộng lên. Cái này không có vấn đề gì đúng không? Tiếp theo, tôi có một cái biến van bằng array phần tử thứ y, tức là phần tử đầu tiên. Nó chạy ở thằng xã hội này. Ví dụ trong cái mạng của chúng ta nó là cái thằng xã hội này. Đây, tôi kéo lùi cái này xuống cho các bạn dễ nhìn. Đây, nó là thằng xã hội đúng không? Xã hội, bóng đá, xin lỗi. Tôi cứ bị quen. Cày. Để tôi bung to nó ra. Rồi đây, thằng đầu tiên thì chúng ta có thằng là thằng bóng đá đúng không? Được chưa? Rồi chạy tiếp câu lệnh tiếp theo. If van trỏ đến parent ID bằng parent, tức là cái tham số truyền vào kia. Được chưa? Hoặc và van trỏ đến ID khác forget. Forget là bỏ qua, nếu bạn thì bỏ qua. Được chưa? Thế bây giờ là tôi truyền parent ID vào không? Không truyền vào nó bằng không đúng không? Đúng chưa? Bây giờ cái tôi cũng không truyền vào cái forget kia. Cho nên là cái này mặc nhiên chạy vào. Xong chưa? Cái này mặc nhiên chạy vào rồi. Tiếp theo đến cái gì? Tôi sẽ set cho cái mảng return của tôi ở cái, tôi set cho nó cái key. Đây là cái key đúng không? Tạo ra một mảng ở trong VP, sau đó là tạo ra, ví dụ tôi có cái mảng đô la x là bằng cái mảng như này đúng không? Tôi hoàn toàn có thể là set đô la x phần tử là name bằng chuyện th. Cái này chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng qua là tạo ra một cái phần tử gắn cho một cái giá trị. Thì ở đây tôi tạo ra cái giá trị là x cộng với cái ID của phần tử đang được chặn. Tức là thằng đầu tiên thì tôi sẽ có thằng x mấy? x1. Đúng chưa? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Indent cộng với phần tử đang được set chấm name. Tức là ở đây tôi sẽ có cái phần tử đầu tiên là x1 bằng với gì? Indent nó không có gì đúng không? Indent không có gì thì chúng ta sẽ có là gì? Là không có cái tiền tố cộng với lại bóng đá. Xong chưa? Đây là thằng đầu tiên nhé. Bây giờ tiếp tục return array 1. Hàm array 1 là gì? Một hai cái
mạng vào nhau. Đúng chưa? Đúng nhá. Mượt hai cái mạng với nhau nó chẳng có cái gì cả. Nhưng mà bây giờ cái thằng này mượt cái return với cái thứ trả về của nó option. Thứ nhất, mạng của chúng ta đã có cái thằng này rồi. Được chưa? Bây giờ cái thằng option này tiếp tục get lại gọi là get option này. Được chưa? Get option bây giờ nó truyền nó gì? Truyền nguyên cái mạng của này. Cộng với cái parent là thằng nào? Van ID tức là thằng bóng đá này tôi truyền vào đây là cái ID. ID của người ấy. ID của người ấy. Thằng Van nó đang là thằng bóng đá cái ID bằng 1 chứ còn gì nữa. ID bằng 1. Indent là bằng cái gì? Trừ cộng với indent hiện tại không truyền gì là trống. Đúng chưa? Cộng với forget bằng cái forget trên kia không truyền gì khác, không khác gì thôi. Bây giờ nó lại gọi là cái hàm get option chạy vòng này ngược một lần nữa. Được chưa? Tại cái hàm get option tiếp theo return vẫn bằng rỗng. Bởi vì nó không liên quan đến cái return trước nhá. Return này vẫn bằng rỗng, kệ nó. Lại chạy một vòng for tiếp. For từ đầu, từ cái bóng đá này cho đến những cái thứ sau luôn. Thì bây giờ mình sẽ có gì? Van là có van tiếp theo là bằng 1 rồi, 1 đúng không? Van bằng van này bằng 1 này, ID bằng 1 này, trỏ đến parent ID bằng 0 này. Không khác với khác với cái parent tức là khác với số 1 đúng không? À đâu? Bằng parent ID. À đúng rồi. Bây giờ parent ID là bằng 1 rồi nhá. Parent ID bằng 1 này. Được chưa? Cái van của tôi, van hiện tại là thằng bóng đá. Các bạn ngó xem nó ID parent ID được mấy? Bằng 0 đúng không? Không bằng, bỏ qua. Được chưa? Tiếp theo chạy đến thằng con tiếp theo. Chạy đến thằng ID số mấy đây? ID số 2 đúng không? Thằng này có parent ID được mấy? 1. Có bằng với cái giá trị parent ID truyền vào không? Bằng rồi đúng không? Bằng cái chạy đá. Bằng cái chạy vào lại tiếp tục. Đến lúc đấy chúng ta sẽ có là x2 nó sẽ bằng cái gì? Bằng thằng nào? Tin tức quốc tế đúng không? Tin tức quốc tế. Xong chưa? Bây giờ tôi đang có thằng đến lúc này cái này đi của tôi lại bằng 2. Lại chạy một vòng nữa. Tìm tất cả cái mớ này xem có thằng nào có parent ID bằng 2 không? Có thằng 2 tích đúng không? Thì lại bắt đầu lại tiếp là x mấy? X3 2 tích. Add thêm một cái mảng, add thêm một cái mảng return thôi mà. 2 tích. Tiếp tục quét tiếp. Đến lúc này là chạy một con get option một lần nữa. Kiểm tra xem có x3 không? Có. Có chứ. Nhìn này. Sống trẻ đúng không? Tìm thằng sống trẻ tiếp theo đúng không? Lại add sống trẻ vào đây. X mấy? X5. Sống trẻ. Xem lại chạy tiếp cái parent ID là update thành 5 đúng không? Bây giờ tiếp theo kiếm xem có thằng nào còn bằng 5, còn thằng phái đẹp đúng không? 9. Đúng không? Bây giờ lại thằng này lại trở thành x9 hay là số trẻ. À đâu nhỉ? 9 là cái gì? Phái đẹp. Rồi, tiếp tục update cái này lại chạy get option với cái parent ID bằng 9. Đến lúc này còn không? Hết rồi đúng không? Hết rồi thì sao? Cảm quan nó chảy vào hết một vòng phía trước. Đúng không? Đấy, chạy tiếp. Cái vòng lúc nãy của chúng ta đang là thằng số 3 này. Nó lùi lại thành thằng số 5. Đúng không? Đến lúc này cái vòng ngoài nó mới bắt đầu nhích xuống đến cái thằng số 6 kìa. 6 có phải con của 1 không? Không, bỏ qua. 7? Không, bỏ qua. Tiếp tục nó tiếp đến là thằng... À đâu? Nó tìm tiếp cái thằng có con là 5 đi nhỉ? Đúng rồi, nó tìm tiếp thằng con là 5 thì đến lúc này nó sẽ ra là x17. X17 nó sẽ bằng với cái thằng cái gì đấy là hoàng. Sao tìm có thằng nào là cha của thằng con của thằng x17 không? Không có. Tiếp tục vòng lại tìm thằng con của 5. Nhưng đến xu cuối cùng kia không có thằng nào là con của 5 nữa đúng không? Thì bắt đầu là tiếp tục quay lại cái vòng tìm kiếm của thằng số 3 này. Còn là con số 3 còn say something đúng không? Thì chúng ta nối tiếp xuống đây là bao nhiêu? 14. X14 bằng cái something. Đúng chưa? Xong chạy xuống dưới tiếp, không bằng thằng nào đúng không? Lại ngược lên thằng số 2 rồi ngược lên thằng số 1.
hết thằng số 1 thì lại chuyển đến cái thằng có penalty còn không tiếp là thằng sức khỏe kia lại làm một vòng nữa. Đấy là cái đệ quy. Đệ quy tức là sao? Tức là chúng ta tạo một cái điều kiện nào đấy vào một vòng lặp để gọi đi gọi lại cái hàm có vòng lặp kia của chúng ta rất là nhiều lần cho đến khi nào, cho đến khi nào cái điều kiện kia không thể được thỏa mãn nữa thì vòng lặp dừng lại và bị mất giá trị. Cho nên khi các bạn biết đệ quy ấy, nhiều khi làm xong cái chết luôn, cái chuyện bình thường. Thì nhá, đây là một cái ví dụ đệ quy điển hình. Lâu lắm tôi không viết nhưng mà ngày tôi đi làm đấy thì trong vòng mấy năm tôi đi làm thì cái số lượng hàm đệ quy mà tôi được viết nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 hàm. Không, đệ quy là một thứ rất hay. Hay nhưng mà khó. Khó thì không cần phải làm. Không khó thì người ta tự làm cho nhanh rồi. Hay, nó hay trong cái việc là tìm giá trị lớn nhất. Điết. Những cái nhiều. Tìm giá trị lớn nhất thì thiếu gì hàm sót mà lại phải làm đệ quy. Đệ quy là cách làm ngu nhất thế giới thôi. Nay thì chỉ làm đúng rồi, các Hà Nội với các thứ các kiểu thôi. Làm đệ quy thì cái tốc độ của không là đệ quy là cái độ khó của thuật toán nó thấp đó. Cho nên là cái hiệu năng sẽ cao, hiệu năng sử dụng sẽ cao. Học cấu trúc giải thuật chưa? Học rồi. Thì độ khó của thuật toán nó tỷ lệ nghịch với cái performance. Còn gì nữa đúng không? Phân thì nó chỉ là gì, tôi giờ tôi không nhớ mấy cái đấy đâu. Nhưng mà tóm lại ấy, là bật vùng bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới dùng những cái thằng này. Và người ta cố gắng làm đủ mọi cách để không phải đệ quy. Bởi vì đệ quy ấy, nó là cái cách làm tốn hiệu năng và làm giảm cái thời gian và làm tăng cái thời gian phản hồi của server nhất. Cho nên là không, người ta cố gắng không dùng đệ quy, cố gắng chẳng qua là bật cùng với đặc trị thì mới phải dùng. Thế còn nếu mà tránh được thì nên tránh. Thế cho nên là các bạn quay trở lại với cái, còn nhớ cái hôm trước tôi hướng dẫn các bạn là thiết kế giao diện làm sao để cho chúng ta làm phần quản trị về cái danh mục không? Còn nhớ không? Làm theo hai cách của tôi các bạn không bao giờ phải đệ quy. Lại không nhớ gì rồi, lần cuối mặt rồi. Các bạn lưu ý này, đây là một điều rất quan trọng nhé. Khi mà các bạn tiến hành thiết kế cái giao diện ấy, đặc biệt là khi các bạn thiết kế cái giao diện ấy, tất nhiên là trong việc lập trình thì cái phần việc nào nó quan trọng cả. Nhưng mà chúng ta làm cách nào cho nó thông minh nhất để chúng ta giảm công code đi và giảm cái việc phải làm đệ quy đi. Thì thứ nhất này, nếu mà các bạn làm được cách này của tôi, nó rất là ngu. Nó nếu mà bây giờ tôi chỉ có khoảng mười mấy cái danh mục thôi, các bạn thấy được F5 phát ra luôn, đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ danh mục, số lượng danh mục của tôi lên đến hàng triệu phát, là cái chỉ cần 500.000 thôi là cái số lượng này nó quay cho đến sáng mai luôn. Tôi nói thật đấy, bởi các bạn tưởng tượng này, một giây cái PP nó thực hiện được khoảng 1.000 cái câu lệnh, đúng không? Khoảng thế thôi, ví dụ thế đi. Nhưng mà mỗi một lần quét qua, các bạn để quét qua một lần như này, xong tôi lại quét qua một cái mảng cái 500.000 kia một lần nữa, đúng chưa? Là cái số lượng code đấy các bạn nhân lên là bao nhiêu? 1 này, 1 nhá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 câu lệnh nhân với bao nhiêu? 500.000 lần, đúng chưa? Xong rồi lại tiếp tục đến thằng thứ hai lại 500.000 lần nữa, đúng không? Cho nên là làm đệ quy nó rất là khổ và nó làm nặng hệ thống rất là nhiều. Thế cho nên là tôi mới bảo các bạn khi mà thiết kế phần danh mục này, ok, phần nào mà bắt buộc phải đệ quy thì đệ quy thôi. Chứ còn nếu mà các bạn làm một quản lý danh mục ấy, thì tốt nhất là các bạn làm kiểu như thế này. Đầu tiên khi mà ra thì các bạn hiển thị ra một cái danh sách giống như cái menu luôn. Đây là các cái danh mục tra. Đây là các danh mục tra. Sau đó kích vào đâu? Kích vào đâu, sổ là các thằng danh mục con thì dùng Ajax xong sổ ra thôi, thì nó sẽ là những cái danh mục kích vào đây, nó sẽ sổ ra bên này là danh sách các cái danh mục con của thằng này, của thằng bên này. Kích vào đây thì cái này nó biến mất, thay thế bằng các cái danh mục con của thằng thứ hai.
thì như vậy thì các bạn đỡ được, được chưa? Ngoài ra chúng ta còn rất là nhiều cách, ví dụ như các bạn có thể các bạn có xem WordPress rồi thì WordPress cái phần quản trị nó rất là hay, nó thực hiện cái việc là nhấp kéo thả trong cái phần quản lý menu, cái đấy cũng rất là hay. Ngày xưa tôi ngưỡng mộ đấy ạ. Nhưng mà làm sao mình có được không? Có thực hiện hết mà. Next the table tìm cái từ khóa à, trên nó cốt cái mà cái table mà điền được vào luôn là kiểu gì đấy à, cái table mà sửa được cái gì à. Nó không nhớ cái từ đấy là edit table form à, không phải form, edit table không có form, nó chỉ là cái table thôi. Tôi biết rồi, tôi biết cái đấy rồi. Nó có, rất nhiều thư viện có cái đấy. Tôi không nhớ lắm, lâu lắm nó không động vào, nhưng mà có. Có. Đặc biệt là ngày xưa khi mà tôi còn đi làm thì có cái thằng Kendo. Kendo UI là một bộ giao diện kiểu dạng là phải trả phí. Bộ giao diện đấy nó hỗ trợ cái điện này rồi. Làm rất sướng. Nhưng mà chủ yếu nếu những cái bạn nếu mà những cái feature như vậy thì thường thường là người ta sẽ xử lý toàn hoàn toàn bằng JS. JS. Ví dụ như kéo thả này, rồi thì là edit, kích vào phát edit này, đúng không? Rồi thì edit lại cái vấn đề về dead time này hả? Đúng không? Dead time là một bài toán lớn. Cho nên là thường thường nếu những cái phần đấy thì ta sẽ để CS xử lý. Bởi vì HTML CS không xử lý được, và PHP cũng không xử lý được. Cho nên người ta sẽ xử lý bằng CS. Menu ngoài giao diện này à? Em có nhìn thấy tôi có cái phim East Menu không? Đấy không? Nhiều cấp thì lại dùng cái này. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì tôi bảo là cái gì vẫn dễ nhất thì dùng. Chúng ta khi mà lên menu, bạn có thể có cái menu là khi mà hover nó ra 1.000 cái. 1.000 cái gì qua ở trong cái menu không? Cho nên là cái việc đấy nó khá là ít. Và chúng ta chỉ giới hạn, các bạn để ý này, tôi có thuộc tính là cái gì? À đây, parent đây. Đúng không? Tức là nó chỉ lấy những cái thằng gì? Con của cái ID di chuyển là thôi. Thì cái số lượng query nó ít hơn rất nhiều lần. Đúng không? Bây giờ tôi có 17 thằng đúng không? Có 17 thằng. Nếu mà tôi chạy hết toàn bộ 17 thằng kia thì số lượng code tôi phải chạy là mười mấy đây? Đôi 4, 6, 8, 10, 10 dòng. 10 dòng nhân 17 dòng, 17 lần là bao nhiêu? 1.700 lần. Mình tương đương chạy 1.700 vào code đúng không? Nhưng mà nếu tôi chỉ chạy cho cái thằng nào là con của cái parent của tôi như thôi. Ví dụ như cái thằng bóng đá này đấy, nó có khoảng 3-4 cái con đúng không? Thì nó chỉ chạy số lượng code là mấy trăm. Nó phải rất là nhẹ. Được chưa? Còn nếu không á, nếu không các bạn, nếu mà vẫn cứ không muốn chạy để quy mà vẫn muốn kiểu là làm menu đa cấp kiểu vậy, vẫn có cách các bạn tạo ra cái bảng menu, các bạn tạo ra cái bảng menu, làm những bảng WordPress tạo ra cái bảng menu nhấp kéo các bạn làm được không? Xét phần nào là con, nào là chào. À, nốt truy đi. Node tree không làm được quy, làm sao mà làm được. Bản chất của node tree, thằng category của tôi đi thiết kế cũng theo node tree. Và đã động đến mô hình cây ấy, thì bắt buộc phải dùng để quy. Nếu mà muốn quản lý hoàn toàn bắt buộc phải dùng để quy. Không tránh được. Trừ khi các bạn làm được kiểu này. Tất nhiên là cái này nó chỉ áp dụng trong một vài feature thôi. Một vài cái trò thì dùng được cái này chứ không phải cái nào cũng được. Tiếp theo là dùng xong nhá, xong phần điều quy này nhá. Tôi chân truyền cho các bạn cái hàm này của tôi. Nhớ lấy các cái tham số này là như thế nào. Để comment. Tự đi mà nhớ lấy. Chuyên nghiệp. Thế thôi, không dạy nữa. Tên biến đã nói lên tất cả rồi, gì nó chẳng qua là do tôi quên. Được chưa? Tiếp theo là đến cái danh mục nhá.
à, đến đến cái Ajax nhá. Các bạn bắt buộc phải nhớ được cái Ajax bằng mọi cách, làm nào làm bắt buộc phải nhớ và nắm được nó, chứ không các bạn sau này các bạn sẽ rất khó khăn khi mà đi làm. Cố gắng hiểu về nó. Rồi ví dụ như kiểu cái màn hình này, tôi sẽ tạo ra một cái row mới đi. Coi nào. Row 2.2.get. Đây là list Ajax category. Function khiếp, mấy thằng kia nói to thế. Tôi sẽ có cái biến kết bằng cái category 2.2.where parent id bằng 1 à bằng 0 đúng không? Đúng chưa? Và get hết ra. Được chưa? Xong rồi sau đấy tôi sẽ có return view là Ajax trừ get compact cái biến get kìa. Này là xong đi. Như này nó sẽ tôi sẽ hiển thị ở trong cái màn hình Ajax category này cái danh sách của cái danh sách của những cái danh mục ban đầu, danh mục gốc đúng không? Bây giờ tôi thử nhá. Cái view rồi. Resort này, view này. Ajax trừ category .blade.pt. Xong. Trong này tôi code một trang HTML mới. Và tôi sẽ có cái đoạn script src bằng asset của cái gì nhỉ, để ra cái file JS này, à, file jQuery ấy. Giờ không nhớ nữa rồi. App này, massive này, JS vendor. Ủa, không có jQuery à? À đây. Đây massive đúng không? Massive sược vendor sược jQuery sược jQuery 11.2 à 1.1.2. Đây, nó ra cái này. Và ở đây tôi sẽ hiển thị ra cái UL. UL này. Chúng ta tiến hành là for each để biến get s c mỗi một cái li của chúng ta nó sẽ có cái thuộc tính parent id bằng $c cho đến id. Đây nó sẽ là echo ra $c cho đến name này đúng không? Bây giờ chạy cái nhá. Ajax category. Đúng chưa? Cái thằng danh mục gốc. Bây giờ tôi sẽ set cái sự kiện là khi mà kích vào đây. Kích vào thằng nào thì nó sẽ sổ ra con của thằng đấy. Được chưa? Kích vào thằng nào thì sổ ra con của thằng đấy. Được chưa? Rồi bây giờ sao? Tôi sẽ có cái sự kiện chẳng biết thằng này có on click không. Mà có on click thì dùng làm gì? On click bằng on click này bằng get try truyền cái này vào script function get try, đây là parent id, console log ra cái parent id. Tức là khi mà mỗi khi tôi kích vào cái thẻ li thì nó chạy cái hàm get try.
trong cái hàm get try thì tôi nhận cái tham số là parent ID, sau đó tôi console log nó ra kiểm tra 10, 7, 1, được chưa, chạy rồi nhá. Tiếp theo giờ làm nào? Cái này phải ID, tôi nhét thêm cái ID bằng cái c.id đi. Rồi, tí nữa append xuống dưới. Giờ chúng ta có gì? Bây giờ lấy ra thằng các thằng con đúng không? Chúng ta sẽ có cái đoạn là URL và URL nó sẽ bằng. Ví dụ bây giờ sẽ có cần một cái hàm để nhận cái request từ Ajax gửi lên, nhận thêm cái ID từ dưới Ajax gửi lên này, tìm những thằng con thuộc về cái ID đấy trả về, được chưa? Thế bây giờ chúng ta làm này, round 2.2. post chẳng hạn thế, đây là get try function. Cái này có request không nhỉ? Đây rồi, request đây rồi. Đưa lên trên. Đây, chúng ta có cái hàm request. Request. Đặt cho nó cái name. Get.try. Trong này chúng ta sẽ có cái biến là get try. Try nó sẽ bằng category 2.2. where gì parent ID bằng với cái biến request cho đến ID và get lắm này trời. Tắt. Get này. Sau đây chúng ta tiến hành return cho đến JSON. Trong JSON này có cái biến try. Như này thôi. Trong JSON có biến try. Trả giá. Thế xong. Tiếp theo. Ở trong này chúng ta phải viết cái URL, chúng ta có cái route là get.try đúng không? Như ở trên kia tôi viết nhá. Chấm phải $va token bằng csrf trừ token đóng mở ngoặc. Tất nhiên cái này tôi phải cho vào trong cái string. Cái bên này cũng vậy. Chứ nó sẽ không hiểu đâu. Báo lỗi ngay. Nhớ nhá, phải cho trong cái string. Sau đó tôi sẽ có cái đoạn ajax như sau. $ajax. Tôi thì hay dùng kiểu này, các bạn có thể dùng .get.post tùy. Có cái URL bằng với cái biến URL. Tiếp theo method bằng post. Sau đó gì nữa nhỉ? Sau đó là data thì phải, đừng nhớ không nhầm là data. Có cái gạch dưới token bằng cái biến token, có thêm cái biến parent ID bằng với cái biến parent ID, tức là cái này là cái dữ liệu truyền lên, còn cái parent ID bên này này nó là cái này, cái token này là cái dữ liệu ở trên server sẽ nhận, còn cái này nó chính là cái biến token bằng va này, này. Được chưa? Tiếp theo là data type bằng JSON, dữ nhận dữ liệu trả về là JSON. Succeed function rp respond. Và tôi tiến hành console.log ra cái rp. Xong, thế là xong Ajax. Thử cái nhá. Chúng ta để ý cái network này, nếu mà đã dùng Ajax thì phải để ý cái network này. Bây giờ bấm này. Nhìn thấy get try không? Hàm này trả về đây cái preview này. ID đây trả về một cái gì đấy? Một cái gì? Một cái mảng đúng không? Mảng chứa các phần tử JSON ở trong này. Thấy không? Cái created by description này, icon class này, ID các thứ này. Đúng chưa? Xong.
Thế bây giờ có gì? Và ở đây nó chúng ta sẽ có cái console log. Vứt ra rồi này. Thấy không? Đúng bằng ngày tháng không? 2, 4, 6, 16. Đúng nhá. Tôi bấm tiếp thằng game này. Chắc một thằng này chứ mấy. ID 18. Đúng không? Đấy. Đây là cách xử lý với Ajax này. Cốt rất dễ. Ở trên ở dưới map được nhau. Gửi đúng request lên. Gửi đúng token lên. Gửi dữ liệu lên. Ở dưới này gửi lên là. Đây các bạn để ý này. Ở đây tôi có phần network này đúng không? Get try này các bạn để ý. Và phần header. Header này. Ở đây các bạn nhìn này, đường dẫn này. Đây là đường dẫn gửi đi này. Được chưa? Đúng là cái get try không? Đây. Có đúng là cái get try không? Chính xác rồi đúng không? Tiếp theo thằng này lấy cái gì? Lấy cái request trở đến parent ID. Tức là ở dưới phải gửi cái tham số nào tên là parent ID lên đúng không? Thì ở đây tôi gửi tham số ở dưới này. Các bạn nhìn thấy token này. Và parent ID này. Đúng chưa? Ở trên cái nó bắt cái parent ID này. Tức là nó bắt cái thằng ở bên tay trái ấy. Bên tay trái so với hướng này. Được chưa? Nó bắt cái thằng ở bên này này. Đây. Bắt cái thằng này. Bắt thằng này. Còn cái thằng này chẳng qua nó là chỉ là giá trị thôi. Bây giờ tôi đặt debugger đây các bạn hiểu nhìn biết ngay. Debugger đây các bạn biết ngay này. Đấy nha, tôi bấm này. Parent ID bây giờ bằng mấy? 1 đúng không? F10 xuống. URL. Get try. Tiếp theo token bằng cái string này. Tiếp theo đến Ajax. Rồi, bây giờ nó trả về, tôi không đặt debugger trong kia. Cho nên sẽ ra cái mới này. Được chưa? Ajax nó chỉ có thế thôi, đơn giản. Sau đó khi chúng ta đã lấy được dữ liệu rồi, các bạn để ý này, khi chúng ta đã lấy dữ liệu rồi này. Thì giờ sao? Chúng ta sẽ tìm đến cái thằng bố nó. Bây giờ chúng ta có thằng bố nó là thằng nào? Thằng này đúng không? Cái thằng LI nào có cái ID bằng chính cái parent ID này, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn như sau. If đây đi. À chúng ta sẽ có thử for và content nó sẽ bằng cái gì giờ ta? Và content nó sẽ bằng string rỗng. Rồi for vòng for này. Rồi. Và y bằng 0, y nhỏ hơn rp.len này. Y cộng cộng này, y rp. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này đi. Content cộng bằng với cái string. Đây là li thẻ li có nội dung có on click ở có cái id bằng đường dẫn bằng string đô la đóng mở ngoặc của cái rp vị trí y chấm id nha. Cách on click bằng string là lại gọi đến cái hàm get try trong này nhận cái gì đô la đóng mở ngoặc rp id này. Còn ở giữa này hiển thị ra nội dung nó là cái trừ được chưa? Cứ trừ đi đã kệ nó. Trừ đô la rp chấm name. Sau đó tiến hành là đô la thăng thăng cái parent ID chấm after content kia thử nhá. Đúng chưa? Chính xác không? Thằng này không con thì thôi. Đúng không? Không con thì thôi chứ làm sao nữa. Game có một con. Đúng chưa? Nếu mà làm đúng ra thì tôi phải xóa hết toàn bộ những cái gì nó vừa bung ra để trả lại cái vị trí cũ. Xong rồi tôi mới phin cái dữ liệu con vào trong đây. Đúng chưa? Thế cho nên là người ta mới làm. Thế tôi mới vẽ cho các bạn đây nhá. Đây là một clip này chỉ có thằng cha thôi.
cái lead này của thằng con này. Nếu mà nó bấm vào đây nữa thì là lead của thằng cháu này. Đúng chưa? Đó, thì đấy là cách chúng ta làm với AZAP. Thực ra nếu mà trình duyệt người ta tắt script ấy, thì người ta sẽ không chơi với chúng ta nữa. Và chúng ta cũng không chơi với họ nữa. Đơn giản vậy thôi. Nó nói thật mà. Chứ bây giờ cái thế bây giờ là cách mạng 4.0 rồi. Mà bây giờ lại còn chơi cái trò tắt script. Đấy thì không chơi mình không đi, không chơi đâu nữa, tôi không cần cái khách hàng ngu như vậy. Đơn giản đấy không? Được chưa? Cái tắt script ấy chẳng qua nó chỉ là bọn phá hoại hacker ấy, nó muốn bypass những cái validate của hệ thống trên màn hình. Với server gửi request lên server nó muốn bypass qua những cái đấy thì nó mới tắt script đi. Chứ người dùng muốn trải nghiệm bỏ mẹ nó tắt script thì làm gì? Đúng không? Tại sao lại phải gửi cả cái token? Nó giống như cái form. Nó giống như cái form để này, ngoài cái get ở trong Laravel, ngoài cái get ra tất cả các loại request khác bắt buộc nó token. Ngoài cái request ra get ra này thì vừa làm cái chất là bot. Được chưa? Đấy tôi dừng lại đây về việc tôi chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng cái AZAP thôi. Còn lại là điều các bạn tôi quan tâm. Được chưa? Hả? Có. Ví dụ AZAP jQuery $get có cái này mà. Ô mất mạng này. Có cái này dùng dễ hơn. Dùng hơn lo là để làm gì vậy? Quay sửa được mà. Tôi sửa làm gì? Sao phải đấy. Chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Thể hiện là mình sửa được à? Đây này, có này, chấm ghét này. Để tôi vào trong VK3School cho dễ. À, ra ghét đây này, đây này. Đó. Nó gửi như bình thường, ừ. Phẩy là data. Ví dụ như post đi nhé. Tôi gửi dạng post cho các bạn coi nhá. Nó ngắn gọn hơn nữa. Cái này nó sẽ là hiểu, khi các bạn hiểu sâu về cái AZAP ấy, thì các bạn sẽ thích dùng kiểu này hơn. Đúng rồi. Cái này các bạn thích dùng kiểu gì thì dùng. Ví dụ nhá, tôi hoàn toàn để sửa, tôi comment cái đoạn này vào. Comment đoạn này vào nhá. Tôi hoàn toàn để sửa cái đoạn này thành đô la nhầm chấm post URL gì? URL phải data ở đây tôi có cái gì? Gạch dưới token bằng tôi biến token phải parent ID bằng với parent ID. Bên này tham số thứ ba là đây thì tham số thứ nhất này, tham số thứ nhất URL. Tham số thứ hai là data. Tham số thứ ba là cái hàm trả về, hàm callback function. Đây là response, đây là status function. Như này. Đấy. Console.log .grp. Thử xem có khác nhá. Từ từ rồi biết. Đúng không? Kết quả vẫn vậy. Nhưng mà nó ngắn hơn. Còn đây tôi log ra cái status nhá. Succeed. Gửi lên thành công, gửi lên và trả về thành công thì là succeed, còn gửi lên và trả về thất bại thì là fail. Thế thôi, nó báo cái request của chúng ta gửi lên thành công hay không thôi mà. Đây cách viết ngắn gọn. Nó chỉ có bằng này thôi. Tham số đầu tiên này là tham số URL, tham số thứ hai là dữ liệu data chúng ta gửi lên. Cái thứ ba là hàm function callback, tức là chúng ta sẽ xử lý cái dữ liệu trả về như thế nào. Vậy thôi. Nhưng mà hình như nó chỉ có hàm get, đô la chấm get và đô la chấm post. Mỗi hai hàm đấy không có chấm đi hay là chấm put back gì cả. Mỗi hai hàm. Hả? Hai cái thứ nó chẳng liên quan gì đến nhau. Đừng hỏi hai cái thứ không liên quan đến nhau. AZAP nó không liên quan gì đến mất đồng bộ hay không. Và mất đồng bộ nó là bản chất của JavaScript rồi.
thì nó không liên quan gì đến cái thằng Asap này. Ví dụ cái bất đồng bộ của bạn ấy nó sẽ là nói chuyện như thế này. Nếu như bình thường trong code PHP của chúng ta ấy, chúng ta code đoạn này trước, lấy dữ liệu ra đúng không? Xong rồi trả về như này đúng không? Thì nó phải chạy theo đúng thứ tự từ trên dưới. Thằng nào viết trước thì chạy trước đúng không? Nhưng trong JavaScript ấy, cơ chế của nó là cơ chế bất đồng bộ. Ví dụ các bạn gửi pod đi này và tôi console log. Ví dụ đây là chạy đi. Đúng không? Như này. Theo các bạn thằng nào ra trước? Thằng log của cái data này ra trước hay thằng chạy đi này ra trước? Ra trước. Chắc chắn thằng chạy đi sẽ ra trước. Thấy không? Chắc chắn nó sẽ ra trước. Bởi vì cơ chế của JavaScript là cơ chế bất đồng bộ. Hai hàng có thể chạy đồng thời với nhau. Có thể thằng A chạy trước, thằng B chạy sau một tí. Nhưng mà cái kết quả của thằng A mà nó cần cái thời gian tương tác lâu hơn, nó trả dữ liệu lâu hơn đấy, thì thằng B trả trước thì thằng B cứ hiển thị trước. Thằng A chạy lâu hơn thì nó chuyển sau. Đấy thôi. Đấy cơ chế bất đồng bộ. Và Node.js nó chạy nhanh hơn PHP phần lớn là do cái cơ chế đấy. Là tất cả chạy theo cơ chế là listen, là tất cả đều lắng nghe sự kiện và chạy sự kiện. Vậy thôi. Được chưa? Đây là phần Ajax, tôi đẩy code lên nhé. Đâu nhỉ? Nói chung là cố gắng dạy hết cho các bạn những thứ cơ bản nhất, tôi còn trong ba mail chỉ. Kể cả các bạn làm giỏi hàng cũng có thực hiện luôn. Đó. Authentic có luôn, phần mềm có luôn. Thật. Có thực hiện luôn, nhưng bây giờ các bạn mà không code thì các bạn sau này các bạn chẳng làm được cái gì cả. Cho nên là dạy những cái cơ bản. Đi luôn. Lên rồi á, ngó qua code đi. Ajax là một trong bây giờ với cái thế hệ của tôi thì Ajax cũng là một cái gì đấy nó hơi đặc biệt một tí, bởi vì ngày đấy nó không có đột phá gì về công nghệ cả. Nhưng mà với cái thời buổi bây giờ Ajax nó là cái kiến thức cơ bản bắt buộc phải có. Đó. Đúng. Làm gì nhá? Gửi request bằng JavaScript nó khác với Ajax. Đừng nhầm. Ajax chỉ là cái khái niệm do jQuery định nghĩa ra. Và cái hàm nó tên là Ajax thì người ta gọi là Ajax thôi. Còn bản chất của JavaScript gửi request lên ấy, chạy qua dưới ấy. Cái đấy gọi là XHR. HTTP request. Rồi sao? Ý là với cái form này mình không muốn cứ thì mỗi lần cái form nó phải đi quát lại một lần, nó lại chỉ đi quát lại một lần đúng không? Không muốn đi thoát. Thế gửi bằng Ajax. Cái Ajax của này được. Và bây giờ cái Ajax này nó chẳng bao giờ chỉ nhớ cái Ajax này nó chỉ tồn tại trong jQuery. Khi mà bạn có setup jQuery thì mới dùng Ajax. Thế nào? Cái này. Được chưa? Nhưng nếu mà các bạn sau này tốt mà người ta công ty các bạn sử dụng Angular hoặc là sử dụng React hoặc là Vue.js thì không có Ajax đâu mà dùng, chứ đừng có đô la xấu vào đấy chạy đòn đấy. Bởi vì thư viện nó không có sẵn hàng thì nó không dùng được. Được chưa? Cái này chỉ bật đấy.
Không em thì biết ai lắp kiểu của bọn kia. Không, nó có những cái thư viện khác. Ví dụ như nếu sau này mà cần sử dụng các cái thư viện kia hoặc tự viết ấy, thì có thể là sử dụng Axios. Axios. Tức nghĩa là ai lắp nó phải đi bản thuộc đi jQuery. Đúng. Nó là feature của jQuery thì phải cài jQuery mới có nó chứ. Ví dụ như ông phải gắn con của bố thì bố phải có trước chứ. Đúng không? Hay là ông đẻ trước rồi lên bố? Được chưa? Nếu mà sau này cần gửi request bằng jQuery phần thì có cái thư viện này. À chưa? Được chưa? Nhưng ngày xưa bọn tôi dùng cái thằng này. Còn bây giờ thì không biết, bây giờ có cái gì không, bây giờ thì nó nhiều lắm. Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ, cái gì mà observable rồi, observable là tương đương với cái thằng là nâng cấp của Promise. À còn cái gì nữa cơ, nhiều lắm, nói chung là nhiều. Trong AngularJS thì nó còn có nguyên một cái đoạn hàm riêng để phục vụ cái việc gửi request từ JavaScript lên. Thế nó mới làm được single page application. Biết cái từ đấy không? Biết cái từ SPA. Đúng rồi, single page application, tức là cả trang thì chạy trên một file HTML. Cái này là nó làm cái trang cái JavaScript lớn là nó cũng JavaScript mà. Ví dụ như bây giờ một cái trang AVP .xyz thì cái single page nó sẽ là xyz .abc .xyz. Nhảm nhí cái gì vậy? Không, ví dụ như kiểu là giải thích nào cho các bạn hiểu để nghĩ là nó là cái nhân con của cái không có tên miền con. Sao nó lại là tên miền con, chẳng liên quan đến tên miền con. Tại vì em thấy nó chạy quảng cáo ấy, thường là nó chạy quảng cáo cho một cái sản phẩm nào đấy thì nó chạy là tạo ra một cái single page. Ờ thì sao thì nó thường là single page khác với landing page nhá. À, là nhầm nhảy lên lên đấy. Thế còn được. Còn cái SPA này, ví dụ như trang của tôi là localhost 8000 đúng không? Thì ở cái đường dẫn là localhost 8000 là đường dẫn sửa nó sinh ra một cái file là cái file view đúng không? Đúng không? Sinh ra một cái file view rồi. Thì trong cái file view ấy tải toàn bộ JS và CSS vào đây. Được chưa? Sau rồi kích nút vào đây, ví dụ các bạn có cái menu ở đây. Nhá. Màn hình khi các bạn kích vào đây thì nó sẽ làm cái màn hình ngang kiểu như này. Nhưng nếu các bạn kích vào đây thì nó sẽ làm cái màn hình chia 3 là cả. Nó thay đổi hoàn toàn cái màn hình này luôn. Làm được cái việc này bằng jQuery, à bằng JavaScript. Tất nhiên jQuery cũng làm được nhưng mà làm hơi vất vả. Cho nên là người ta sẽ sử dụng Angular hoặc là sử dụng React hoặc là sử dụng Vue.js. Dạng đấy. Gì? Học một cái trong ba cái thôi. Điên vào học hết một mấy cái. Tôi khuyên bạn nên học cái này. Bởi cái này nó dễ tiếp cận hơn. Nó dễ tiếp cận hơn. Còn cái này lương cao hơn. Lương cao hơn. Nên là cố gắng học đến một cái. Bây giờ Angular tài liệu cũng rất là nhiều, chuẩn. Nên là cũng có thể học được. Được chưa? Đổi gió tí nhá. À, hả? Cái gì? Chuyển sang dạy server tí. Không phải không biết gì thì cũng mệt. Cái gì vậy? Ok, nó cho nó hỏi. Ví dụ này. Và nếu mà chúng ta code web thì nên biết thêm một chút về code, về cách config cũng như xử lý server. Nó như thế nào? Và upload cái file PHP cái project chúng ta lên ra làm sao? Được chưa? Tôi demo một tí nha. Ví dụ như tôi sử dụng cái muốn demo trên hosting hay demo trên VPS
thôi được rồi, kệ mình làm. Nó cứ đần thối rồi, nó chẳng hiểu cái gì cả. Rồi, ví dụ tôi tạo ra một con VPS nhỏ. Tạo cái gì, đăng ký của con này xong rồi tạo ra một cái droplet tương đương với một cái hả? Làm lại gì? Giống kiểu Cloud9. Cái gì mà Cloud9? Không biết, nó nói chung là nhiều. Heroku các thứ rồi, IBM cũng có kiểu dạng như này. Rồi thì Amazon nó còn mạnh nữa, thằng ấy là thằng mạnh nhất thế giới bây giờ. Thằng Microsoft Azure nó cũng là tương tự. Cho nên là nó có rất là nhiều nền tảng để chúng ta lựa chọn. Digital Ocean. Nếu mà đăng ký nhớ bảo tôi để tôi gửi link cho nhé. Ờ đúng rồi, nhưng mà các bạn phải hình như là phải dùng. Tôi được 25 đô, các bạn được 10 đô. Nhưng mà em phải dùng, em phải mua thì phải được tiền. Đúng rồi. Cái này ví dụ như một, tôi không, tôi chẳng đa cấp thì tôi cũng chẳng cần cái vấn đề đấy. Nhưng mà nếu mà tiết kiệm được thì tiết kiệm chứ. Nhưng mà nếu mà dùng cái này thì nó khá là rẻ. Tôi thấy chi phí nó rất là rẻ. À, 5 đô trên 1 tháng. Cho con VPS có đây, thông số đây. 52 MB, 20 GB disk. Tôi chưa lừa được ai luôn. Không biết, cái đấy ông phải hỏi nó, tôi sao biết được. Ừ. Tôi nhiều tiền mà, biết làm nào rồi. Đây. Ví dụ như ở trong này thì tôi sẽ tạo ra một cái sử dụng Ubuntu luôn nhé. Tôi sử dụng cái One Click App đây. Tức là nó sẽ setup sẵn cho tôi một vài cái hệ thống phần mềm rồi. Ví dụ như con Lam này, nó setup cho tôi Apache rồi này, MySQL rồi này. Ờ, không cần thế. Nó gần như thế thôi. Thấy chưa, tạo ra này. Tôi lấy gói 5 đô rồi. Ngu gì mất nhiều tiền. Đây, chọn địa điểm đặt ở Singapore này. Đây là tôi đặt tên cho nó là 1706. Tạo ra, chờ tí. Rồi nó đang chờ tí, nó đang tạo. Rồi. Nó tạo xong nó sẽ gửi cho tôi email thông số để đăng nhập vào cái tài khoản, đăng vào remote vào cái server. Tôi vừa mới xóa tài khoản đấy xong, mỗi tháng nó trừ mình mấy đô, xót vãi. Hả? Tôi dùng cái gì mà cái IP gì, IP tĩnh của nó rồi ấy. Cho nên mỗi tháng nó trừ của tôi mấy đô, tôi không biết xóa được gì. Nhưng quan trọng là tôi add cái thẻ Visa của tôi vào đấy. Chứ nó có điều kiện nó trừ. Rồi đây rồi. Đây là thông số server của tôi. Là sau khi tạo xong, nó sẽ gửi cho tôi thông số tài khoản và mật khẩu. Thì các bạn có thể, nếu mà ở Windows, các bạn có thể vào tải phần mềm PuTTY. PuTTY để access vào trong cái con remote server. Còn như ở bên Linux thì tôi dùng SSH luôn. Như sau. Tôi sẽ SSH. Cái gì nhỉ? SSH cách. Xong rồi tôi copy cái IP đã, đây IP đây. Các bạn có thể vào thẳng IP này vào web này. Được chưa? Nó vào luôn. Thì chúng ta sẽ SSH tên đăng nhập group A còng đường dẫn cái IP enter xuống. Yes. Rồi. Bây giờ điền mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn copy cái mới này. Vứt vào đấy. Enter xuống. Xong, đây là bắt đổi mật khẩu luôn. Thì đầu tiên các bạn gõ lại cái mật khẩu cũ. Các bạn copy paste thôi. New mật khẩu mới. Rồi, xong, đổi mật khẩu xong. Thì bây giờ các bạn để ý này, ở trong này ấy, khi các bạn đã đổi mật khẩu rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là dùng một cái phần mềm của bên thứ ba để các bạn gửi code lên trên server này. Ví dụ như tôi dùng FileZilla. Cái này quen thuộc đúng không? Dùng FileZilla thì bây giờ tôi sẽ copy lại cái IP của server này. Copy. Tôi paste vào đây. Username là root. Mật khẩu. Rồi, port 22. Connect. Đấy,
nó kết nối thành công đấy. Thì code ở trong cái website của các bạn nó sẽ đặt ở trong cái file, thường thường là đặt ở trong thư mục var, xong rồi www html. Đâu nhỉ? Sao không kéo được ta? Đây không? Các bạn nhìn thấy file index này không? Nó chính là cái file index này. Chúng ta edit nó. Xong mở được ta. Edit. Ủa? Sao không mở được nhỉ? 7. À! Chết rồi! Nhìn ngu à? Tải về đâu á? À, tải về desktop thôi, kệ nó. Lỡ tay. Hết edit này. Nó không mở được không ạ? Thôi rồi, để tôi up file khác lên. Tôi sẽ tạo một cái file mới ra bằng cái này. index.html xếp xuống. Tôi để ngoài desktop nhé. Rồi, đây đi. Đây là HTML. Đây là thẻ H1. Hiển TH. PHP1706 xếp xuống. Bây giờ tôi up nó lên. Tôi vào desktop này. Ồ, index đâu nhỉ? Xong thấy. What the fuck? Đây rồi, index này. Xong các bạn chọn bên này là, bên này là cái file các bạn chọn để up nhá. Bên này là chọn cái thư mục các bạn cần đẩy nó lên này. Xong rồi sau đó các bạn chuột phải vào upload. Đấy, nó sẽ hỏi, nếu mà file ở trên kia đã có rồi, nó sẽ hỏi các bạn những option này có viết đè lên không. Và có, tôi sẽ chọn là ghi đè lên. Đấy, nó thay đổi này. Được chưa? Bây giờ các bạn vào lại cái IP lúc nãy. Đầu tải. Đâu rồi? Đây rồi. Được chưa? Đấy là cái máy. Lưu ý là cái máy server này nó tạo ra một cái máy tính. Sau đó nó đăng ký một cái IP. Rồi các bạn khi mà truy cập vào web ấy, chẳng qua là các bạn truy cập vào cái máy đấy, cổng 80, và nó sẽ trả được cho các bạn những cái file nằm trong cái dockroot của chúng ta. Được chưa? Vậy thôi. Bây giờ nếu mà tôi muốn deploy cái code của tôi lên thì trước hết là tôi phải xử lý về cái database đã, đúng không? Thì ví dụ như ở đây tôi sẽ config về, tôi lấy lại cái password của tôi ở đâu. Thì để tôi coi xem nó sẽ có config cái cơ sở dữ liệu ở đâu, cái password, mật khẩu cơ sở dữ liệu đã. Đây nó hướng dẫn hết đây này. Lam enable này. Firewall này. Rồi, đây rồi. File root DigitalOcean password. Đây rồi. Chúng ta sẽ kết nối vào MySQL bằng câu lệnh là MySQL cách trừ U cách root cách trừ P cách bằng cái mật khẩu. À, quên, xin lỗi. Cái này không phải. Đây là tôi chưa lấy mật khẩu. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái trình editor để lấy ra cái mật khẩu. Có thể là sử dụng FileZilla này luôn được, không ai cấm các bạn cả. Ví dụ như các bạn sẽ vào thư mục root này. Thư mục root đâu nhỉ? R. Đúng, các bạn chữ R ở đâu ấy? R trước U đúng không? Đây, root đây rồi. Được chưa? Đây các bạn nhìn này. Nó có cái DigitalOcean password. Các bạn có thể mở cái này ra để xem hoặc tải về tùy. Nhưng mà tôi sẽ sử dụng cái ở trên này luôn. Nano cách root DigitalOcean password. Đây, password các bạn đây. Copy cái đường dẫn này. Sau đó là Ctrl X để thoát ra. Thoát khỏi cái trình edit lúc nãy. Thì tôi sẽ sử dụng tiếp là MySQL cách trừ U cách root, đây là tên tài khoản này, cách trừ P cách password này. Enter vào. Wow, về lại. Vào rồi. What the fuck? Mình sai gì ta? Cách trừ U cách trừ ai nhỉ? Rồi, enter password, enter xuống.
Đây, đăng nhập vào đây rồi. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã đăng nhập được vào MySQL á, thì cái việc tiếp theo của chúng ta sẽ phải là tạo tài khoản. Bây giờ tôi sẽ có thể remote được cái database này từ máy của tôi. Tôi remote lên máy server. Thì hiện tại như kể cả các bạn biết pass, biết mật khẩu, các bạn cũng không thể vào được. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một kết nối mới, tạo một connection mới với MySQL này. Đường dẫn ở đây là 1706 này. Đây là cái IP đúng không? Tôi sẽ đi copy lại cái IP ở bên kia, tôi vứt vào đây. Copy, vứt vào đây. Cổng vào 306, root này, mật khẩu. Mật khẩu thì tôi vẫn đang copy thì phải. À, chết nhầm. Để exit ra. Đây, mật khẩu. Các bạn kể cả có mật khẩu này các bạn không vào được. Test. Chạy lúc fail ngay. Không thể remote được. Chờ tí. Đấy, fail ngay. Nó không kết nối được. Thì bây giờ chúng ta phải edit lại cái MySQL ở trên server ấy, thì chúng ta mới tiến hành trỏ được từ cái Navicat lên con server kia. Thì chúng ta sẽ làm như này. Search ở đây là Ubuntu, à quên nhầm, MySQL add remove user. Đây. Chờ tí nhá. Để tìm. Lâu nhỉ. Tôi chẳng nhớ. Đây sao? Đẹp đốc này. Không phải. Rồi ok. Để làm cái vấn đề về remote được user ấy, thì chúng ta phải làm như này. Thứ nhất là để chấp nhận cái address từ ngoài kết nối vào MySQL. Đây là vấn đề bảo mật thì chúng ta phải tuân thủ thôi. Tôi thoát ra thì tôi sẽ vào cái locate mysql.con. Không thấy đâu mà. Để coi nào. Nó sẽ nằm ở etc đúng không? CD etc sược ls-a. Hiển thị tất ra xem có cái MySQL không. Đây là có MySQL rồi. CD MySQL ls-a tiếp xem trong có gì. Đây myconfig rồi. Chúng ta sẽ có sudo nano my.config. Đấy, chúng ta kéo dưới. Ủa etc msql config d. Không có rồi. Sudo nano mysql. Rồi đây rồi. Ơ sao vẫn vào đây ta? Hình như mình có gì đấy sai sai. Ở thư mục à? Không đúng rồi. Chờ tí nhá để tôi tìm nào. Ubuntu MySQL remote. etc MySQL etc MySQL MySQL này cd MySQL d config này sudo nano MySQL d chấm rồi đây rồi. Trong dưới chúng ta tìm đến cái đoạn là tôi quay lại để cho chúng ta sau này có động đến thì dùng thôi. Ok. Cái gì đây sao nhiều này trời. Hình như không đúng rồi. Where i này. Đây là by trừ address
không thấy luôn mà. Ở đây bài address này. Chúng ta sửa lại cái đoạn này. Sửa lại cái 127, cái đoạn bài address này. Đó là đây là cái config ở trong cái MySQL ấy, là nó chỉ nhận cái request gửi xuống từ cái IP là 127.0.0.1, tức là chỉ có từ cái máy server nhận được thôi. Người khác không thể remote được. Được chưa? Đây nó là một cái tính năng cơ chế bảo mật của MySQL. Cho nên nếu mà lúc nào chúng ta đã production rồi, tức là web chạy rồi, thì chúng ta sửa lại cái này thành 127.0.1 để cho không thằng nào có thể vào được nữa. Được chưa? Trừ cái web của chúng ta. Chúng ta sửa lại thành 0.0.0.0. Được chưa? Xếp xuống. Rồi, xếp xuống, chạy xong một cái. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục là cái tạo ra user để có thể remote được từ ngoài. Đây. Chúng ta sẽ create user cái gì đấy. CD sửa cái này đi. Nhầm. Copy này. Chúng ta paste ngay xuống. Create user này, ví dụ như tôi để đây là Thiện TH để dưới dev. A còng sao? A còng phần trăm, các bạn cứ vứt nó đây nhá. Cái phần trăm này là cái config, là cái tài khoản này có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào. Được chưa? Và các bạn chỉ có thể đăng nhập được vào cái MySQL này bằng cái tài khoản này thôi. Ngoài nó ra các bạn không làm được cái gì cả. Tiếp theo là cái set password của nó. Password của nó tôi để là 123456. Được chưa? Enter xuống. Chạy xong. Ủa? À đây, cái nhập MySQL cách trừ U cách trừ P group. Rồi. Mật khẩu là cái chó gì nhỉ? Lại ngu à. Nó chật. Sudo nano root digital version password. Đây không? Rồi. Rồi đây. Paste lại cái câu này. Thiện TH trừ dev. Rồi xong. Sau đó chúng ta grant cái quyền, phân quyền. Xong. What the fuck? À đây rồi. Viết nhầm. Cái này thiện TH trừ dev. Xong, exit. À quyền nhập chưa exit được, còn flush preview. Sau đó mới exit. Xong. Và start lại server, start lại MySQL. MySQL service MySQL restart. Nó khởi động lại cái MySQL. Xong. Sau đó chúng ta phải mở thêm cái cổng 3306 của server lên thì chúng ta mới có thể remote được. Sudo ufw allow 3306 thì bây giờ chúng ta mới tiến hành là sửa được cái này. Đây tôi sẽ sửa thành thiện th gạch dưới dev. Password là 123456. Test connection. Succeed rồi đúng không? Ok vào. Đây. Đây là cái database ở trên server. Và bây giờ chúng ta tiến hành là tạo database mới. Ví dụ chúng ta tạo ra là 1706 chẳng hạn. UTF-8BM. Rồi thì Nicosia. Ok. Xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là transfer data từ máy chúng ta lên máy server. Bằng cách là chuột phải ở đây, chọn là data transfer. Rồi sang cái màn hình này, đây tôi chọn database là 12. Ở đây là cái 1706 này. Xong ở trên này 1706, database là 1706 luôn. Chọn hết. Và tiến hành là start.
Rồi xong. Xong, dữ liệu trong này nó đã đồng bộ với cái dữ liệu của chúng ta ở máy mình. Đây. Đúng không? Ở máy trên server cũng như máy ở nhà. Được chưa? Đấy, đấy server lên rồi đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc đẩy code lên. Ví dụ như đẩy code lên thì tôi có thể là sử dụng cái thằng GitHub này luôn chẳng hạn. Cái thằng GitHub của tôi là bao nhiêu nhỉ? GitHub thiện th sược php 17. Wow. Không có 1706 à? Thế à? PP 1706 này. Được chưa? Thì tôi sẽ rồi. Nhiều này à. Để coi nào. Nhiều này thì không đẩy được rồi. Ok, thế thì chúng ta đẩy vào file Zilla. Chúng ta sẽ truy cập vào trong là va sược www. Enter xuống. Rồi xong. Còn bên này chúng ta sẽ chuyển vào trong cái document của mình. Đâu nhỉ? Library. Library. Để đâu nhỉ? What the fuck? Document. Không phải nữa. Ở đâu nhỉ? Không phải đây rồi. Chẳng biết cái thư mục này để đâu. Thế nào? Hình như cái này trong application SAM. Application này. SAM này. Xong rồi htdoc này. Ủa? Không có đây. Mình để đâu được nhỉ? À, library đây rồi. Library web server. Rồi. Library. Xong rồi đến web server. Rồi đến document đây rồi. 1706 này. Và blog này. Đấy. Vào đến thư mục rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái file thư mục như này, chúng ta đẩy lên này. App bootstrap config database helper public. Nhưng mà đẩy này nặng lắm. Resource route storage test. Đặc biệt không được đẩy thằng vendor này lên nhá. Vendor này số lượng file nó rất là nhiều cho nên chúng ta không đẩy lên làm gì cả. Tí nữa chúng ta sẽ cài composer và chạy ở trên đấy thôi chứ không áp thằng kia lên. Chọn tất trừ thằng vendor ra. Được chưa? Đẩy lên. Chuột phải. Upload lên, nhưng mà chẳng biết cái này up đến ngày tháng năm nào. 5.800 bao nhiêu file kìa. Thấy chưa? Rất là nhiều. Thôi dừng nhá. Dừng chứ. Chứ không thì không biết đến bao ngày tháng năm nào mới xong đâu. Cái này tốt nhất là dùng Git. Dùng Git thì là nó tốt hơn. Thấy chưa? Code đẩy lên thôi, đẩy lên xong rồi là phân quyền các thư mục và chúng ta chạy. Thế là xong, tắt đi. Tắt. Đấy là setup môi trường mà chúng ta chạy thôi. Tôi sẽ tiến hành xóa cái này đi. Xóa đi thôi chứ không tốn tiền. Đang chạy mấy con. Đấy là cái phần setup của cái này. Nhưng mà nếu mà các bạn mới, các bạn là người mới vào nghề ấy, thì các bạn nên sử dụng IP thì hơn. Để coi nào.
xóa bố cái này đi. Dùng IP thôi. Và con này chúng ta cũng hoàn toàn, ví dụ như kiểu là cái VPS này chúng ta hoàn toàn có thể chọn được domain về, chọn domain về trong cái con VPS này dùng bình thường. Đấy là cái lợi thế của nó. Nó có cái hay nó là tạo và xóa. Xóa VPS chúng ta tự làm, tự chủ động và setup mọi thứ rất là nhanh. Vậy thôi. Nghỉ tí nhá. Rát cổ quá. Nhìn này. Ông đi làm được chứ ông phải làm được như thế này. Không có gì phải lạ cả. Bây giờ đang dùng có giao diện nó quen rồi, sau này lên server đấy, server màn hình đấy. Đem gì? À. Hosting nhỉ? Hosting để tí nữa. À, thực ra hosting nó có cái điểm lợi là chúng ta nó có giao diện. Được chưa? Đang ở đây chúng ta có thể remote được như bình thường. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể chọn được nhiều web trên cái hosting đấy và nó không có giới hạn domain, đúng không? Nhưng mà hosting nó có một cái thứ đó là nếu mà chúng ta sử dụng á thì hosting giá rất đắt hơn so với VPS rất là nhiều. Tôi sẵn sàng là một năm mỗi tháng tôi bỏ ra khoảng $5 chạy chỉ một VPS chạy một website. Thì cái hiệu năng của nó rất là cao. Ví dụ như kiểu một hosting của bạn ngoài bình thường nhé, ngoài giá bình thường thì các bạn trả được khoảng 2 website. Tất nhiên các bạn tự áp thoải mái bởi dung lượng nó vô hạn mà. Nhưng mà RAM, quan trọng là cái RAM thì nó muốn rất là nhiều. Và chúng ta khi mà dùng kiểu đấy thì các bạn chỉ treo đến 3 website thôi là nó treo, không thể remote được nào được. Bởi RAM nó tí rồi, RAM nó chỉ khoảng 500 mê mà các bạn cứ nhắc đấy là sao chịu được. Được chưa? Và cái hosting đấy các bạn đừng nghĩ nó rẻ. Bởi vì các bạn mua lần đầu các bạn nhìn thấy nó chỉ có khoảng mấy chục đô nó rẻ lắm đó. Nhưng mà đến sang năm thứ hai các bạn renew là 3 triệu mấy. Tôi năm vừa rồi tôi renew một cái xong là 3 triệu mấy một cái hosting. Xong chứ? Xong sót. Đấy. Cho nên là tôi không thích. Ngoài ra nữa, ngoài ra thì tôi không biết là các bạn như nào, nhưng mà tôi thích sử dụng VPS hơn, bởi vì tôi được tương tác tất cả mọi thứ với nó, tôi làm chủ nó. Còn nếu các bạn sử dụng hosting ấy, thì các bạn muốn config cũng sửa chữa cái gì thì các bạn lại phải gọi support. Tôi không thích điều này. Mình là thằng kỹ thuật thì mình xử lý được thì chẳng có gì nên xử lý được. Nên là đấy là cái thói quen và cái sở thích. Với lại con VPS này tính ra rẻ mà. Có 100.000 trên một tháng. Đó. Ồ, nhưng mà đấy nó sẽ là lợi thế lớn thì các bạn làm. Bao giờ vậy khi mà đi, nếu đặc biệt các bạn là VP thì khi mà đi phỏng vấn thì người ta sẽ có những câu hỏi như kiểu rằng là em biết xử lý lúc không? Thật là chẳng có những câu đấy, có biết thì quá tốt rồi. Bảo em đang tốt xử lý lúc đấy. Em vào đây rồi, ra đi. Chỉ cần giao cho em hàng con server. Ubuntu này. Đặt nguyên khoảng 150 triệu dưới chân, xem cảm giác như thế nào. Mình chọn Windows Server cũng được luôn.
nó nhiều lắm, nói chung là nó nhiều cái lựa chọn cho mình. Nhưng mà dùng tốt nhất là đừng nhét thẻ Visa vào. Cái này là cái mà học sinh. Cho có miễn phí không? Được, các chọn cái gì? Đây. Rồi nó chỉ miễn phí 1 năm thôi. Cái gì? Microsoft và bây giờ là bọn Google ở nhà.
nó có hết rồi, các bạn không phát triển nó giàu. Cho nên là cho nên là ở đâu cũng có mức định mức hết, các bạn offer cao mà ta không chấp nhận, bởi vì giá trị các bạn không bằng đến chỗ đấy. Chưa chỉ một lần em ra lấy mấy triệu thì được rồi, giá lương đấy sai một tí gì chẳng mà tốt quá. Tôi rất thích câu trả lời này. Thật là em cứ giá đi không phải hôm nay tôi đi sang tắt cái này đi, không lại lộ. Tắt cái này đi rồi chia sẻ.